đại lao. Ở với trung tâm trời đất, được cái thế rồng quân hộ ngồi, thật là chúng nó hội tụ trọng yếu của bốn phương đất nước. Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa, cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời. Đây đâu núi sông sao trước là nơi thắng địa.